Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lắp két nước của Kia Cerato 2007, sản phẩm của nhà máy Hyundai Mobis. Đây là hàng xịn, anh em nhìn này, nó có tem bạc luôn. Đây, khắp AG Reuters do Hyundai và Kia Moto Genibat sản xuất. Mã sản phẩm của nó là 253301R000. Đây, quy cách đóng gói là một cái trong một gói này, Made in Korea. Đây, anh em có thể nhìn sơ qua này. Đấy, cái phải nói là cái hàng xịn này, anh em nhìn cái lắp két nước này, cái gioăng của nó ok chưa. Cái mặt phía bên ngoài bảo vệ đấy là một hợp kim nhôm, hợp kim cao cấp. Đây, lò xo của nó rất chuẩn này. Anh em có thể thấy em đang ấn lên ấn xuống không ạ? Đây, anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.